ម្សៅអូប៉ូប៉ូ flower ម្សៅឈើអែមស្ករអំពៅខ្លាញ់ណាប្រេងឆាបងប្អូនម្សៅ baking soda អំបិលការ៉ុតនឹងខ្ញុំប្រើ4ផ្លែបងប្អូនខ្ញុំប្រើពងទា4គ្រាប់ហើយវាចាប់ដើមធ្វើមុនដបខ្ញុំកោះពុំមានសិនឥឡូវខ្ញុំកោះពុំទៀតរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្ករនឹងខ្ញុំដាក់2ពែងបងប្អូនស្មើនឹង500 ml បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្សៅឈើអែម1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេដែរបន្ទាប់មកម្សៅ baking soda ខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកមកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់នេះខ្ញុំប្រើ250 ml បងប្អូនស្មើនឹង1ខាប់មួយពេងតែមកទៀតខ្ញុំដាក់ការ៉ុតខ្ញុំប្រើ4ផ្លែបងប្អូនមក4ផ្លែតូចមើលនេះបងប្អូនដំណងនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមរែងម្សៅសាច់មីនេះខ្ញុំប្រើមួយពែងដូចគ្នាបងប្អូនហើយអូប៉ូ flower ក៏ប្រាំការដូចគ្នាឥឡូវរត់ខេករបស់ខ្ញុំបានលាយគ្រឿងរួចអស់ហើយណាបងប្អូនមើលកំណោមទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទុកវាម្លែកសិនខ្ញុំមកចាក់ប្រេងលាបប្រដាប់ដុតយើងសិនឥឡូវនេះនំរបស់ខ្ញុំបានចាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនដុតរួចរាល់ណាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទៅ
chấm ăn không có dễ bề mùi máu nó bông bông. Nhiều chấm ăn về dễ bề mùi máu hai kiểu nặng mà rồi bạn sập được thế bông bông cùng một nhóm bàn đập dễ bề mùi máu ấy nhé. Lấy kiểu bài về ôi bộ nè khăn chui mình tên ai lời nế khi nung khi bọc nhóm bán trộn trễ nó bọc bộ là lấy nhóm cắt về tệ cái đá làm bây giờ liệp cream lứa bọc bộ lấy nhóm chặt đang cắt đấy. Ok. Wow. Nấu nghe bông phôn. Lần này nhóm tụt riêng lại sẵn. Nhóm chọc là phở cream liệp lớn. Anh em sang store bông phôn khiêm tặng bị tế bảy cá bông bồn bảy nè mùi cho nộp đấy mà đừng là mùi phế lấy khi nhập đạn sụp bộ rồi chma nhập ra rồi chma phương đường mùi phái bông bồn dùng bàn chụp xong bộ về dùng mà đang tịch rồi chứ má còn làm bế tập một tiết ăn hết cream cheese cho bông ổn bông ổn ảnh rô tinh bàn nửa tàm bàn đạp xa tầm nửa nế nế bông ổn em chụp bỏ chụp mình hãy sọc sẵn. Tập một tiết nhóm đặt bơ 70g bông bốn elonic nhóm phơ cream đang bay đặt lờ nung khệ bao dương rụi rờ lắm nó bông bốn lấy chim chập đang đặt ok lấy nhóm đặt tập hiệp thì lờ mùi tiết đó bông bồn bông bồn đuổi rời đi ca sạch mời màu ghế bông bồn small piece ok thank you.
for my darling. Thank you. This birthday. Good mama. Raccoon. Very good. Really? You're not thank you, Mom? Thank you. Bye-bye.